với kinh nghiệm của mình, hôm nay mình sẽ review lá cờ của nước Moldova. Nước Moldova là được nằm trong khu vực Đông Âu và có diện tích là 33.700 km², và lá cờ của nước Moldova sẽ có một cái hình chú chim đại bàng, chân của chú đang cầm một cái cành cây và một chân nữa thì sẽ giống như cầm một cái gậy trượng ở trên tay. Mồm chú được cấp một cái hình chữ thập, một cái chữ thập thánh giá của bên bên giáo ấy, mà sẽ có ba sọc dọc gồm xanh, vàng và đỏ. Bọ rùa có cơ thể bán cầu to bằng hạt đậu, trên mình phủ giáp trụ, bên ngoài là lớp cánh cứng, bên trong là lớp cánh lụa. Lớp cánh cứng của bọ rùa có màu sắc rực rỡ với những chấm đốm ngộ nghĩnh, muôn hình, muôn vẻ. Đa số các loài bọ rùa có thể giúp con người phòng trừ côn trùng có hại, bảo vệ mùa màng. Vì thức ăn khoái khẩu nhất của chúng là các loài bọ dẹp có hại. Bọ rùa sống ở vùng ôn đới, đặc biệt là vùng châu Âu. Do cơ thể nhỏ bé nên phần lớn thời gian chúng đều nấp dưới phiến đá để che mưa, tránh gió. Bọ rùa rất thích ánh nắng, thường sống qua mùa đông ở những nơi giàu ánh mặt trời. Khi gặp nguy hiểm, bọ rùa có một kỹ xảo ngụy trang thần kỳ, giả chết. Chúng sẽ buông mình rơi từ trên cây xuống, co những cẳng chân nhỏ bé vào dưới bụng để tránh đánh để đánh lừa kẻ địch. Nhưng nếu gặp nhện, bọ rùa sẽ phải bất lực, bởi nhện sẽ nhả tơ, trói chặt chúng lại. Mùa hè chính là mùa sinh sản của bọ rùa. Bọ rùa cái đẻ trứng ở mặt sau của lá cây, trứng hình bầu dục màu vàng, dài khoảng 1 đến 1,5 mm và bám chặt ở mặt ngoài của lá cây. Một bọ rùa đẻ khoảng được 10 đến 20 trứng một lần. Một đời có thể đẻ đến mấy nghìn trứng. Ấu trùng bọ rùa cơ thể còn mềm, có rất nhiều ngấn. Chúng chưa qua lớp vỏ giáp cứng cáp nhưng lại có lớp lông cứng để bảo vệ mình. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Con tằm được nằm trong cuốn sách Điều lý thú. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Rút ruột nhả tơ được nằm trong cuốn sách Điều lý thú. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review lá cờ của nước Iraq. Nước Iraq trên một cái lá cờ sẽ gồm có ba sọc ngang màu đỏ, màu trắng và màu đen. Và ở phần giữa của cái lá cờ sẽ có ký chữ của nước Iraq ở trên cái biểu tượng lá cờ này. Và nước Iraq sẽ có diện tích là 437.072 km² và được nằm trong khu vực Tây Á. Tằm biết nhả tơ kết kén, đa số được con người nuôi. Tơ tằm mềm, dai, bóng đẹp, thường được dệt thành vải lụa chất lượng cao. Ngành trồng dâu nuôi tằm đã ra đời từ hơn 4.000 năm trước đây và được phổ biến ở rất là nhiều nước trên thế giới. Vòng đời của tằm trải qua 4 giai đoạn: trứng, ấu trùng, nhộng, bướm. Sau khi ấu trùng nở ra từ trong trứng, khoảng hơn 1 tháng sẽ bắt đầu nhả tơ để kết kén. Nằm trong kén tròn hóa thành nhộng, khoảng 10 ngày sau nhộng sẽ hóa thành bướm, cắn thủng kén chui ra, bướm sẽ tiết ra một thứ mồi từ chót bụng để quyến rũ bướm đực tìm đến. Sau khi giao phối xong, bướm đực sẽ chết, bướm cái mất khoảng một đêm để đẻ trứng, sau khi đẻ trứng cũng nhanh chóng chết đi. Một con tằm cái mỗi lần đẻ khoảng 400 đến 500 trứng tằm, trông giống như những hạt vừng li ti. Tằm con mới nở cơ thể màu đen, trông rất giống con kiến. Sau khi nở khỏi vỏ khoảng 40 phút, tằm con bắt đầu ra ăn lá dâu. Tằm non ăn rất nhiều, khoảng một tuần sau chúng sẽ trở nên béo mập,
trắng trẻo. Sau đó Tầm bắt đầu lột xác. Mỗi lần lột xác được tính là thêm một tuổi. Tổng cộng chúng phải lột xác 4 lần, trở thành ấu trùng 5 tuổi mới bắt đầu nhả tơ kết kén. Khi Tầm nhả tơ, đầu chúng sẽ ngọ ngoại liên tục để ép tơ Tầm trở lại trạng thái lỏng trong cơ thể ra ngoài. Dịch tơ Tầm vừa tiếp xúc với không khí sẽ lập tức kết thành thể rắn. Sợi tơ sẽ được xếp thành vòng tơ hình số 8. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Chuồn chuồn được nằm trong cuốn sách Điều lý thú. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Đùa giỡn nước được nằm trong cuốn sách Điều lý thú. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review lá cờ của nước Yemen. Nước Yemen sẽ có thủ đô đó là Sana'a và diện tích là 555.000 km² và được nằm trong khu vực Tây Á. Nước Yemen sẽ có ba cái sọc sọc ngang, đó là ba cái sọc màu đỏ, trắng và đen. Mùa hè tới, trên những vườn hoa bãi cỏ thường xuất hiện chuồn chuồn bay lượn. Còn ở ao hồ, chúng lại bắt gặp chuồn chuồn chấm nhẹ đuôi xuống nước rồi bay lên. Chúng muốn làm gì vậy? Thực ra đây chính là động tác đẻ trứng của chuồn chuồn. Đến mùa xuân